Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên, cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì em Thắng về được hai con bào gỗ ha, hai con bào gỗ chạy bằng điện 110 của ông Makita. Và sơ lược thì em Thắng cũng sẽ đi chi tiết vào mọi người. Thì nói chung là em mới kiểm tra máy ha, mới kiểm tra máy đồ này nọ rồi em mới ráp lại đó. Thì tình trạng của mình thì nói chung là còn rất là đẹp nha anh em. Thì trước khi đi vào clip thì em Thắng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì trước khi đi vào clip này thì em Thắng sẽ có vài vấn đề muốn chia sẻ với mọi người. Thì nói chung là ngày hết Tết tới rồi ha, thì cái vấn đề hàng hóa của mình á thì nó cũng rất là hiếm nha mọi người. Vì vậy thì nói chung là có gì thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người sản phẩm đó, thì mọi người cứ xem và nếu như có phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em ha qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em có để dưới cái phần mô tả và phần tiêu đề. Rồi thì để chi tiết hơn thì em Thắng sẽ đi vào từng con cho mọi người xem ha. Rồi thì đây là cái sản phẩm mà em Thắng giới thiệu cho mọi người. Thì cái này là cái trên trang web chính của nó ha. Thì em Thắng cũng sẽ lấy được những cái thông tin này để giới thiệu cho mọi người, để mọi người biết được cái thông tin sản phẩm của mình ha. Thì cái con bào em giới thiệu với mọi người á là một cái con bào nó chạy bằng điện ha của nhà Makita, và đời máy của nó là một 911B ha. Thì đối với con máy này á thì mọi người cũng thấy là cái giá trị mới của nó rồi, nó rất là cao, và cái sản xuất xuất xứ của mình nó là ở Nhật Bản ha. Rồi về thông tin chi tiết hơn của con sản phẩm này thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về công ty Makita này ha. Thì cái công ty Makita này á là một cái công ty mà nó sản xuất và cung cấp dụng cụ điện cầm tay cho Nhật nha mọi người. Và những cái dòng của thằng Makita này thì thường thường cái điện của bên Nhật á nó chạy điện 110 hết ha. Thì mọi người lưu ý giúp em. Đó. Và cái dòng bào này á, cái con máy bào này của Makita là một trong những cái sản phẩm nó rất là được ưa chuộng bên Bỉnh nha mọi người. Đó, đây là những cái thông tin chi tiết của nó. Đó. Rồi về đặc trưng cái kỹ thuật của cái máy bào chạy bằng điện của Makita này á thì cái lưỡi sử dụng bào của mình đó nha anh em là một tắc mốt ha, 110 mm ha. Đó. Cái bản bào mình bự thì mình sử dụng trong công việc đồ nó cũng rất là linh hoạt ha. Đó. Và cái khả năng bào của cái máy bào này á thì cái độ sâu của mình á là mình bào được tăng chỉnh hơn là 2 ly nha mọi người, 2 ly. Và cái tốc độ chạy không tải của mình á thì nó lên đến là 16.000 vòng trên 1 phút. Đó, thì cái khối lượng máy của cái con máy bào này á là nó nặng 4,2 kg ha, 4,2 kg. Thì mình cũng dễ dàng mình mang vác và mình di chuyển nha mọi người. Rồi thì cái kết cấu vỏ của nó thì nó làm bằng nhựa cao cấp nha, có khả năng chống va đập và cách điện. Đó. Thì ngoài ra thì cái thằng máy Makita N1911B này á thì cái vỏ của nó làm bằng nhôm đúc ha, và nó được sơn bằng tĩnh điện, nó chống hăn rỉ nha mọi người, và nó chống biến dạng bởi va đập. Đó. Phần tay cầm bằng nhựa của mình á thì nó làm khá là chắc chắn, theo cái thể thức là cái chữ D ha, mình cầm cũng rất là thoải mái. Đó. Và đặc biệt máy có thể hoạt động trong một thời gian dài mà không lo về chất lượng ha, có thể sử dụng được lưỡi HSS hoặc là lưỡi carbon. Đó. Thì lưỡi HSS và carbon là đây mình có thể mình bào được kim loại luôn nha anh em, nhưng mà mỏng. Đó. Đây là những cái thông tin chi tiết nó ha. Máy được thiết kế thân ngang và bề dày kích thước lớn để có thể bào được các vật mang kích thước ha. Đó. Thì cái đây là những cái thông tin cho anh em mình chưa biết, còn những anh em nào mình rành thì mình có thể lướt qua giúp em ha. Đó. Đây là người ta cũng nói những lý do bạn nên chọn cái máy bào Makita này. Thì cái bề rộng của nó là 110 mm rồi, độ sâu bào là 2 mm. Đó. Đây, công suất hoạt động lên đến là 840W nha anh em, cùng với tốc độ không tải. Đó. Đây là những cái thông số kỹ thuật của mình ha. Đó, lượng điện tiêu thụ khi máy hoạt động liên tục là 840W nha mọi người. Đó, nó cũng khá là mạnh ha. Bề rộng của đường bào là 110 mm. Đó, đây là những thông số đó ha. Và đây là cái hình mà người ta hướng dẫn sử dụng ha. Rồi, thì đó là những cái thông tin chi tiết ha. Con này thì hàng nội địa 100% rồi. Thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người, thì em cũng đã kiểm tra máy móc hết rồi. Đó, nói chung là còn đẹp ha. Đó, anh em mình xem này. Máy móc bên trong dây đồng dây điện đồ còn rất là đẹp. Viên bạch đạn của nó này, Saben ha, của Makita hàng chính hãng nha mọi người. Hàng phần 7.
Và con này thì đó, thông số đằng sau nó cũng có điện ha. Đó, con này là Makita. Lưỡi bầu của mình là 110 mm ha. Dòng này là dòng 1911B. Đó. Thì lưu ý là anh em là cái điện của mình sử dụng là điện 100V nha. Đó, anh em mình lưu ý giúp em sử dụng điện 100 100V 110 ha. Đó. Cái vòng tua của mình là 16.000 vòng trên phút. Đó, công suất tối đa của mình là 1050W luôn ha. Đó, là những thông số kỹ thuật của mình. Đó, chung là máy móc còn đẹp lắm nha anh em. Nói chung là em con này thì nó còn khá là đẹp. Em mở ra em xem hết rồi và cũng lau những cái bộ phận bên trong cho anh em rồi ha. Đó. Đây, rồi thì em Thắng sẽ gắn vào và test cho mọi người ha. Đó. Con này thì nói chung là rất là đẹp nha anh em. Sáng ha. Nay đi thì em Thắng không có hàng. Nói chung là thợ động có gì rồi thì em Thắng biết thì em Thắng sẽ nói ha. Còn thí dụ mà những cái gì không phải thì mọi người có thể góp ý giúp em ha. Những cái dòng này thì anh em mình mua về mình làm nghề hoặc mình sử dụng cái đỉnh rất là ngon nha anh em. Đó, dòng của Makita. Thì hai con này thì nó giống nhau nha mọi người. Hai con này nó giống nhau, nó đều là dòng 1911B hết ha. Đó, những cái dòng này thì nói chung là nó anh em mà mua mới thì nó rất là mắc tiền. Đó. Và con này thì nói chung là máy móc của nó rất là đẹp nha anh em. Đó. Kiểm tra rồi, sợi dây đồng đồ này nó còn khá là mới. Và đạn đồ nói chung là không có bị rơ đâu ha. Thì nói chung là để đa dạng mặt hàng thì em Thắng cũng sẽ có nhiều mặt hàng để giới thiệu cho mọi người từ hàng bãi, hàng kho, hàng mới và dụng cụ đồ nghề hoặc là máy móc ha. Đó. Thì nếu mà anh em mình có nhu cầu về những sản phẩm gì của bên Nhật thì mọi người cứ liên hệ em. Rồi, thì đây là một cái con máy sau khi đã lắp ráp hoàn chỉnh lại rồi ha. Đó, thì về ngoại hình thì mọi người cũng đã thấy rồi nè, nó còn khá là đẹp ha. Đó, vỏ bên ngoài nó không có bị nứt hay là bị gì nha mọi người. Đó, thì nói chung là hàng bãi thì này nọ thì nó sẽ có những cái vết trầy nhẹ thôi, do hàng khác nó cắn lên thì cái vấn đề này không có ảnh hưởng gì nhiều. Đó. Đây, dây cua roi đồ này nó cũng còn rất là đẹp nha anh em. Đây là cái phần bào của mình nè. Đó, phần mặt bào thì cái con này nó làm bằng bằng nhôm. Đó. Nên là và nó cũng còn khá là đẹp ha. Đó. Ốc những ốc của nó thì nó làm bằng ốc 7 màu, ốc zin của Nhật ha. Và đây là cái phần chi tiết lưỡi bào của mình. Đó. Đây, lưỡi bào của mình còn khá là đẹp nha anh em. Đó, không có bị mẻ gì đâu ha. Đó, mình để bãi này nọ thì nó có những cái vết vàng vàng, cái này thì nó không có đáng kể ha. Đó. Đây. Em Thắng sẽ quay kỹ cho mọi người để mọi người xem ha. Cho nó rõ. Chung là cái gì của mình cũng rõ ràng mọi người ha, rõ ràng. Đó. Để tránh trường hợp thì nhiều khi mình nhận hàng không có đúng với ý của mình thì em Thắng cũng sẽ cố gắng mình quay thật kỹ cho mọi người. Và nói chung là bên em thì nó sẽ nhận ship code rồi chuyển khoản. Nếu mà anh em là mình tin tưởng em thì mình chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Còn anh em mình muốn ship code thì em vẫn ship code cho mọi người ha. Mình cứ nhận hàng, mình kiểm tra hàng rồi mình sẽ thanh toán tiền cho bên giao hàng giúp em và mọi người thêm cái phí vận chuyển giúp em là được ha. Đó, đây lưới bào nói chung là hai bên đều rất là đẹp nha anh em. Ốc vít đồ này nó còn rất là ngon. Đó, và tình trạng con này thì nó không có cái lỗi lầm gì đâu ha. Rồi, em Thắng sẽ cắm điện vào và sẽ test cho nó chạy cho mọi người ha. Đó. Rồi thì sợi dây điện này nọ của mình là nó cũng sợi dây điện zin, zin theo máy luôn ha, nó còn rất là đẹp, nó không có bị cắn dập gì nha mọi người, em đã kiểm tra hết rồi, đó, của thằng Makita. Và mọi người lưu ý giúp em ha, là mình sử dụng điện 110 nha anh em, mình sử dụng điện 110 giúp em, đó. Đây.
Máy chạy rất êm nha mọi người và không có sạc lưỡi gì đâu ha. Đó. À, cái phần này thì đem đi mình tăng chỉnh cái độ lưỡi, à, mình cái độ ăn sâu của lưỡi ha. Đó. Rất êm nha mọi người. Đó. Đó. Rất là êm ha. Rồi, à, con này thì em sẽ để là mã số 1 ha. Anh em nào mình có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ em, số điện thoại và Zalo thì em có để dưới cái phần mô tả và phần tiêu đề ha. Rồi, đó là chi tiết của con số 1. Rồi, à, con số 2 tương tự nha anh em. Đó, con số 2 của mình tương tự. Đó, máy móc đồ này nọ nó còn rất là ok nha. Đó, đây, sửa cho đồng đồ này rồi cũng rất là sáng nha mọi người. Đó. Số 2, đó bạch đằng ha của Japan. Đó. Máy zin hết nha anh em. Đó, toàn bộ máy zin. Rồi, thì em thắng sẽ lắp vào và cũng sẽ test cho mọi người cũng như là quay cái tổng thể cho mọi người ha. Hai con nó giống nhau nha mọi người. Hai con nó giống nhau. Hai con giống nhau nên là anh em mình cứ yên tâm ha. À, mình thích con nào thì mình báo cho em. Và con này thì mã số 2 ha. Đó, theo thứ tự. Cái dòng mà tôi viết của Rubicon này anh em, à, dạng rất là sướng nha và cái mũi nó rất là chát nha. Đó, à, em tháo máy ra nãy ốc nó cứng ngắc à, nhưng mà mở ra thì nó cũng rất là nha. Nên là hôm trước anh em nào mình sợ thì mình cứ báo cho em ha. Thì cái dòng tôi viết này thì em hiện tại cũng còn ít anh em, những anh em nào mà thân quen với em mình đã từng mua rồi thì mình sẽ biết ha. Đó. Rồi thì em thắng sẽ quay sơ lược cái ngoại hình cũng như là cái chi tiết cũng như là nhũ máy cho anh em mình xem ha. Đó, đây thì cũng tương tự nha anh em, con này cũng có là nhà Makita, là lưỡi bào của mình là lưỡi 110 mm ha. Đó, mã của mình là mã 1911B, điện của mình sử dụng là điện 100V ha, điện 110 điện, anh em lưu ý giúp em ha. Và con này á, à, thì cái công suất nó để đây là nó để có 840W anh em. Đó, thì như con này là hai cái đời. Ui. Một con này thì nó để tới 1050 nha anh em. Đó. Giống nhau nhưng mà cái chỗ tem thì nó để khác ha. À, con này thì nó để cái tem của mình là 840W này, giống như cái sản phẩm hồi nãy ở trong trong kia nó nãy em giới thiệu với mọi người ha. Đó. Và tương tự, à, vòng quay của mình cũng là 16.000 vòng trên phút. À, và đây là cái phần ngoại quan của nó, nói chung là em nó còn rất là đẹp nha. Thì bụi bặm rồi, nói chung là em cũng đã lau rồi, mở máy rồi em lau hết cho mọi người rồi. Đó, lưới bào, à, mạc bào ha, thân nhôm. À, ốc là ốc bảy màu hết nha anh em. Ốc bảy màu, ốc zin của Makita nha. Đây là cái phần chi tiết lưới bào của mình. Đó, lưới bào mình cũng còn khá là đẹp nha. Đó, không có bị mẻ nha mọi người. Đó. Lưới bào zin. Đây, ốc vít đồ rất là đẹp nha. Đó, ốc của Makita. Đây, lưới bào thứ hai. Đó, nói chung là lưới bào đẹp hết, nó không có bị mẻ nha anh em. Nó không có bị mẻ. Anh em yên tâm mình mua về mình sử dụng nha. Đó. À, vỏ đồ này nọ nó còn rất là ok. À, nó không có bị dập, bị nứt gì nha anh em. Đó. Đây là cái ngoại hình tổng quan của chiếc máy của mình. À, con này thì cái phần sợi dây của mình nè, à, cũng là sợi dây zin, nhưng mà cái khúc này anh em, à, khúc này này nó có bị cắn. Đây, em sẽ quay cái khúc cắn cho mọi người. À, về mình có thể mình quấn lại hoặc là mình thay em xe mới đó thì tùy mọi người ha. Rồi. À đây. Đó, nó bị cái khúc gần gần cái chi máy anh em đó. Thì cái này thì nó bị cắn vậy nè. Hả? Thì cái đây là cái gia đình của nó luôn, em cũng không có thay gì đâu ha. Đó. Tình trạng của nó thì nó cắn như thế này anh em, nó cắn cái vỏ bên ngoài. Đó. Thì anh em về có thể mình xử lý cho giúp em. Đó. Rồi, con thứ hai thì ngoại hình cũng tương tự con số 1 thôi, nhưng mà cái sợi dây của mình thì nó hơi xấu hơn tí ha. Rồi thì em thắng sẽ ghim điện và test cho mọi người xem hoạt động của nó ha.
Anh em lưu ý giúp em là điện 110 nha anh em. Đó. À, điện của mình là điện 110. Anh em mà cắm vô 100 200 điện nhà của mình là nó cháy đúng không? Rồi. Đây. Cũng rất là êm nha anh em đó. Chung là hai con nào thì nói chung là nó như nhau hết rồi à, nhưng mà con này thì cái giai điện nó hơi xấu hơn tí, và cái mã số của con này là mã số 2 nha, mã số 2 à, anh em là mình thích cái con số 2 thì mình cứ báo với em à, tại vì và có số điện thoại và Zalo thì em có để dưới phần mô tả rồi à, nếu mà anh em là mình muốn chi tiết gì nữa đó thì mọi người có thể liên hệ em qua số Zalo ha. Rồi thì anh em nào mình có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em ha. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801. Và con số này em có để dưới phần mô tả và phần tiêu đề nha mọi người. Rồi thì em cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người có một ngày mới thật là tốt lành ha.